Vâng, xin chào các bạn. Vậy là cuối cùng mẫu Underborn Honda Winner X cũng đã ra mắt, và những thay đổi mang tính cách mạng về thiết kế cũng sẽ làm Yamaha Exciter và Suzuki Rider có thể phải rất cẩn thận. Những thứ mà tôi thích nhất trong cái trang bị trên cái mẫu Honda Winner X mới này chính là hệ thống phanh ABS. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu tất cả những cái chi tiết thay đổi trên mẫu xe này nhé. Và trước khi đến với những thông tin như vậy, anh em hãy rung chuông và subscribe kênh giúp mình nhé. Honda Winner X 2019 có tổng cộng 3 phiên bản với nhiều màu sắc khác nhau. Giá bán lẻ đề xuất của từng phiên bản là Honda Winner X đen mờ phanh ABS 49,5 triệu đồng, Honda Winner X Camo ABS 49 triệu đồng, Honda Winner X CBS 46 triệu đồng. Như vậy, so với các phiên bản cũ thì nay Winner 2019 đã đắt hơn vài triệu. Còn nếu như so với các đối thủ thì Winner mới có giá bán cao hơn Yamaha Exciter 150 và ngang với Suzuki Rider R150. Ngay sau thời điểm ra mắt thì thiết kế của Honda Winner X có lẽ giành được nhiều cái bình luận nhất. Tôi chưa dám nói đến việc xấu hay đẹp, bởi vì xấu hay đẹp nó tùy thuộc vào tính thẩm mỹ của mỗi người. Tuy nhiên, những cái thay đổi mang tính cách mạng, bạo dạn, can đảm trên cái mẫu xe này thì chắc chắn rồi, nó sẽ mang lại những cái sự mới lạ. Thứ nhất là cái bộ đèn pha đã được đưa xuống dưới theo phong cách đúng như cái hậu tố là X. Có thể các bạn thấy những cái hình ảnh trên mạng, cái phần đầu này nó chưa được nuột nà, nó thiếu những cái đường gân guốc, thì ở ngoài thì chúng ta sẽ thấy những cái đường gân đấy nó rõ ràng hơn, nó mạnh mẽ hơn. Nhưng các bạn hãy xem nhé, bộ đôi xi nhan này rất mới trên Honda Winner X thưa các bạn. Nhưng cái này chúng ta cũng sẽ phải cẩn thận, bởi vì nếu chúng ta bị làm nghiêng xe, đổ xe vào đâu đấy thì cũng có thể bay mất cái đôi đèn pha này. Hoặc thậm chí ngay cả tôi đi như thế này thôi, nhỡ đi qua chẳng may quẹt một phát, đấy, quẹt này thì nó cũng bay mất cái bộ đèn xi nhan này. Những cái này đương nhiên rồi, mỗi lần chúng ta thay thế thì cũng sẽ phải mất thêm chi phí. Các bạn hãy xem bộ la răng, bộ mâm của mẫu xe này khá là đẹp nhá. Thực ra mình không dám so sánh với xe máy, so sánh hẳn với ô tô thì nhiều cái thiết kế mâm có khi của ô tô còn chưa đẹp bằng mẫu xe này. Phanh đĩa ABS trên đĩa trước nhá, mà ABS trên đĩa trước thì rất là quan trọng. Nếu như phần đầu chúng ta sẽ thấy Honda Winner X nó mang dáng dấp của những chiếc xe ga, thì phần đuôi là dáng dấp hơi thở của những chiếc xe sport bike của Honda. Nó có gì đấy, nó giống như những cái đường nét của Honda CBR 150R. Nhất là phần vẻ chắn sau này, đôi xi nhan rồi đèn đuôi. Ở cái tay nắm này thì ta sẽ dễ dàng dắt xe hơn. Nói chung dễ dàng cầm nắm, làm gì với nó cũng được. Đấy. Và thưa các bạn, tôi thì tôi thích cái phần vè gầm đây. Phần vè gầm này nó giống những chiếc sport bike. Nói chung một mẫu xe mà dành cho thị trường phổ thông, nó mang hơi thở của những chiếc xe thể thao phân khối lớn thì sẽ được anh em đón nhận nhiều hơn, phải không ạ? Và một trong những cái thay đổi lớn nhất trên cái Honda Winner X này chính là hệ thống đèn full LED nha các bạn. Tất cả các bóng này là bóng LED, tôi sẽ để nổ cho các bạn xem. Đấy. Về phần đèn này thì có lẽ chúng ta sẽ phải đi thử nhiều trong đêm tối thì chúng ta mới biết được cái cường độ sáng và cái giải sáng nó mang lại cho chúng ta tốt hay không. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi công suất của nó, có thể tăng hoặc giảm bằng cách thay vào cái bóng đèn. Và các bạn hãy xem, đây ạ, xin mời các bạn. Đây, các bạn sẽ thấy rằng cái bảng đồng hồ kỹ thuật số, đấy, tất cả đều, đây có lẽ là cái thay đổi rất đáng giá trên cái Honda Winner X này. Đấy, vòng tua máy nhá, động cơ số, rồi giờ, mức tiêu thụ nhiên liệu, trung bình, đấy, đầy đủ hết. Đèn báo ABS, tất cả đều là kỹ thuật số, nó tương đối giống trên những chiếc xe hơi ngày nay. Tuy nhiên với một chiếc xe thể thao mang hơi hướng thể thao thì tôi thích rằng cái đồng hồ mà đồng hồ vòng tua máy ấy, nó vẫn phải là đồng hồ cơ, bởi vì thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái chuyển động của cái kim đồng hồ nó rất là hay. Trên cái phần đầu xe này thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là có xuất hiện những các cái sẽ dùng những cái ốc bắt này. Tuy nhiên những cái ốc bắt này tôi nghĩ phải mà là màu đen mờ thì nó mới đẹp hơn, nó nhìn nó hợp với cả cái sự thể thao
cá tính gì đó. Và thưa các bạn, những cái thay đổi nhỏ trên cái Winner X này, các bạn sẽ thấy rằng là sẽ không có cái công tắc tắt đèn pha cốt nữa. Có nghĩa là chúng ta nếu mà mặc định nó sẽ đèn cốt là chuyên bật đấy. Và ổ khóa, đây ổ khóa, chúng ta có thể mở yên từ vị trí này. Đây. Và khi chiếc yên được mở lên thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ không thấy được cái vị trí, cái khu vực để đồ, không thấy cái cốp để đồ ở đâu. Cổ hút đã được đưa lên cao đây rồi. Đấy. Với việc cổ hút đưa lên cao thì khả năng lội nước cũng tăng lên. Nhưng cái việc đó thì sẽ mất cái không gian chứa đồ đi. Có lẽ chúng ta sẽ nên phải lắp thêm những cái khu vực chứa đồ hợp lý cho mẫu xe này. Tất nhiên rồi, những chiếc xe Honda Winner X thì cũng rất dễ dàng độ và cũng có nhiều độ độ phải không ạ? Anh em nào tỏ thông tin đấy thì có thể vui lòng biết nhé. Đi cùng với phanh đĩa trước có thêm hệ thống chống bó cứng phanh ABS là cặp phuộc ống lồng mới mang thiết kế ấn tượng và trẻ trung hơn, với phần chân được mạ màu vàng. Trong khi đó phuộc sau vẫn là loại lò xo trụ đơn. Các kích thước của xe không thay đổi nhiều, cụ thể dài, nhân rộng, nhân cao lần lượt 2019 727, 1088mm, chiều dài cơ sở là 1278mm và khoảng sáng gầm xe giảm còn 150mm. Chiều cao yên là 795. Hy vọng là với chiều cao 1m7 của mình thì tôi sẽ ngồi chống được chân. Đấy, các cái gác để chân này thì đều là bằng nhôm, trông nó cũng thể thao đấy. Đấy, ngồi vừa nhá. Rồi, với những chiếc xe ô tô thì chúng ta sẽ như thế này, với xe máy thì như thế này, ngồi lên. Mà thực ra thì vì là một mẫu xe máy cho nên là tôi cũng sẽ quan tâm đến cái vị trí ngồi ở phía sau. Tôi sẽ cố gắng ngồi lên và hình dung rằng sẽ có một người ngồi đằng trước. À, rồi. Đây ạ. Thực ra cái vị trí này ngồi thì nó cũng vẫn khá hơi dốc về phía trước đương nhiên rồi. Cái điều đấy sẽ mang lại cái lợi thế cho người trước, nhất là người ngồi phía sau là khác giới thưa các bạn. Ngày xưa thì mình hay chạy cái Honda FX ấy, thì thôi rồi luôn, ví dụ phanh là phanh đĩa trước đúng không ạ? Toàn bộ yên là dốc về phía trước, lúc nào chạy nó cũng như thế này và người ngồi sau lúc nào cũng như thế này. Đấy. Vậy thì hãy chở bạn gái trên những chiếc xe đấy, các bạn sẽ có được những cái lợi thế nhất định. Về động cơ trên Honda Winner X thì sẽ không có gì thay đổi so với đời trước cả. Nếu có thay đổi gì đấy thì nó nằm trong cái sự tinh chỉnh nào đấy mà có lẽ chúng ta sẽ phải hỏi thêm các kỹ sư của Honda. Còn các chỉ số thì vẫn là vậy, vẫn là 15,4 mã lực và 13,5 Nm. Nếu như so chỉ số công suất trên trọng lượng thì Honda Winner X và Yamaha Exciter tương đối giống nhau. Winner X là mình nhớ là khoảng 12,5/100kg. Còn về Yamaha Exciter thì nó là 12,99. Tuy nhiên lợi thế của cái động cơ trên Winner X thì mình nghĩ rằng nó là cái hệ thống trục cam đôi DOHC. Lợi thế đó thì tôi nghĩ rằng ở cái tốc độ thấp thì nó chưa chắc đã quá nhiều khác biệt, nhưng ở tốc độ cao nó sẽ khác, bởi vì cái chu kỳ nạp nén nổ xả nó sẽ hiệu quả hơn trong cái quá trình đốt cháy. Tuy nhiên tất cả chúng ta sẽ phải thử. Nhưng các bạn hãy xem nhé, một mẫu xe côn tay thể thao này, giá cho anh em đấy, bô xe cũng là một cái thay đổi lớn nhá. Như vậy là có khá nhiều sự thay đổi hướng tới một cái tính thể thao trên những chiếc xe sport bike của Honda rất nhiều, đối với cả Winner X như vậy. Và rõ ràng thì cái về tính thẩm mỹ hay như thế nào đó thì mỗi người sự yêu thích, nhưng mà chúng ta cũng phải đánh giá cao sự thay đổi, dám thay đổi, dám làm, dám cải tiến. Có như vậy thì mới lên được phải không ạ? Bây giờ thì tôi sẽ phải đội mũ bảo hiểm và sẽ chạy thử xem cái cảm nhận ban đầu nó như thế nào. Nói chung là vận hành đi nó êm ái, dễ lái mà. Trong phố và nói chung đây là một mẫu xe côn tay giá cũng phổ thông. Đấy, cho nên là cái việc mà đi phố nó cũng nhẹ nhàng. Và tôi nghĩ rằng nếu mà để đi xa xem nó như thế nào, nó hay như thế nào, nó có bị mỏi hay không thì chúng ta sẽ phải chạy những cái quãng đường dài để có những cái nhận định chính xác hơn. Máy thì khá là bốc. Đấy, số 3 kéo lên này. Ấy, được.
để nổ lê tăng tốc lên nào. Số 1, số 2, số 3. Nói chung là hộp số và động cơ mình thấy là khá là nhẹ nhàng và mượt mà. Nói chung máy của Honda mà nó rất là có cái gì đấy gần gũi và dễ dùng. Đấy, lượn lờ các kiểu đi phố. Tôi nghĩ là nếu như mình là một còn nó sẽ phù hợp với tất cả những bạn sinh viên yêu thích từ thể thao, thậm chí là tôi ra tôi làm cái tập đoàn toàn cầu cũng được, mang đồng phục cũng không sao cả. Rất nhiều mục đích, nó vẫn có được cái gì đấy cảm giác thể thao với một cái mức chi phí là vừa phải. Và các bạn đã thấy thì tôi đang chạy loanh quanh trong một cái khu vực công viên. Đường nó cũng nhỏ thôi. Chắc chắn rồi, những cái xe nhỏ thì lợi thế, đi cái đường nhỏ thì tốt hơn những chiếc xe to. Xoay sở, đây, quay đầu ngon, số 1. À mà mình thử để số 2, mình để pa lên xem nhá. Đấy, vẫn nhẹ nhàng mượt mà. Thực ra cái lợi thế của cái phanh ABS này nó chống bó cứng, cho nên chúng ta có thể vừa cua. Lợi thế của cái phanh ABS này nó sẽ chống bó cứng, nó tương tự trên những chiếc xe ô tô, nhưng bây giờ được trang bị trên xe máy và tương tự phanh. Đấy, ngon. Nó trong phanh ABS rồi, đương nhiên là nó sẽ phải là sự khác biệt. Tôi hy vọng rằng những cái lỗi về kêu tăng cam rồi là trượt côn nhão nhông xích sẽ được khắc phục trên cái đời mới này, cái Winner X mới này. Rất hy vọng là vậy, bởi vì đặc biệt là bộ nhông xích trần mà chạy rất tốn, bụi bặm rồi khô dầu các kiểu nó sẽ mòn nhanh và tuổi thọ nó sẽ thấp đi. Nhiên với một mẫu xe côn tay, đèn led, phanh trước ABS và khá nhiều trang bị, thì với mức giá như vậy thì các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn hãy comment ngay bên dưới, ngay bên dưới giúp mình nhá.